dòng loa DHT10 đánh rất là sáng sủa và rất là lực các bác nhá. Kiểu dáng thì đẹp hết mắt rồi, rất đẹp các bác nhá, các bác thấy chưa? Bát của nó to gần một vạch và tép rất là khủng. Dòng loa rất nổi tiếng của hãng DH đó là TS10. Dòng loa được sử dụng bát 25 và tép kẹt, giá thành tại cửa hàng 7.800.000. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.